Vâng, Minh Quang xin được kính chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi từ clip ở trên kênh của Phạm Minh Quang. Hôm nay thì Quang chia sẻ với mọi người lại một chút. Cái clip này thì Quang cũng đã làm cách đây chắc cũng phải đến 4-5 năm rồi. Thì chắc là mọi người cũng chưa xem được. Thực ra thì rất là nhiều anh em đang gặp phải cái tình trạng là chúng ta nuôi họa mi là nó có cái vấn đề về cái kêu dóc này, rồi thì nhảy hoảng này, rồi kêu kẹt kẹt này. Thế thường thường thì con chim nó chưa phải là con chim thuần hẳn hoặc chưa căng hẳn thì nó sẽ có cái hiện tượng là chúng ta mở áo lồng ra là nó bị cái tình trạng như thế. Thì Quang cũng đã hướng dẫn mọi người rồi là trước hết ấy, để mà chúng ta nuôi con họa mi mà dưỡng để cho nó lên lửa và nó không bị hoảng loạn ấy, thì những cái lúc không cần thiết thì mọi người cứ bịt kín cái áo lồng như thế này cho qua. Đấy, chúng ta để vào cái chỗ thoáng mát. Đấy. Và nhất là những cái chú chim mà nó đã bị cái tâm lý nó kém lửa rồi ấy, thì chúng ta phải có một cái chỗ thật sự yên tĩnh. Không có một cái loài chim nào khác kêu hót để ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó. Còn với những cái chú chim mà nó chỉ chưa có lửa thôi mà nó chưa bị đè, bị vỡ hoặc là bị bù đầu ấy thì chúng ta có thể để cùng với các loài chim khác cũng được. Nhưng mà tuy nhiên rằng là thực ra con họa mi nó cần phải có cái khoảng không yên tĩnh thì là tốt hơn. Thế cách nuôi dưỡng thì nó như này. Ngoài cái thời gian mà chúng ta hàng ngày chúng ta làm quen với chim, thì làm quen tốt nhất là cái khoảng thời gian mà chúng ta ốp với con mái vào để chúng ta luyện hót. Còn lại thì cái thời gian chúng ta cho chim nó tắm nắng hoặc là tắm nước. Và ngoài ra thì cái thời gian chúng ta có thể cho ăn mồi tươi để làm quen. Còn lại thì lúc nào mà chúng ta mà bận công việc mà không có thời gian mà để ý đến chú chim ấy thì tốt nhất là anh em nên kéo kín cái áo lồng xuống. Đấy. Với những cái thời điểm mà cái thời tiết mà nó nắng nóng thì chúng ta phải tìm cái chỗ nào thoáng mát chúng ta để. Thì chúng ta có thể mở hé cái một chút cái áo lồng ra. Nhưng cái phần hé như thế, cái phần hé này chúng ta mở ra này thì chúng ta phải quay vào cái mặt tường nó tối để tránh cái tình trạng là con chim nó vẫn nhìn ra cái khe này rồi nó nhảy lên nhảy xuống, nó cũng sinh ra tật lỗi. Còn nếu không thì tốt nhất là thời tiết ổn định mát mẻ thì chúng ta kéo kín xuống. Đấy là cái cách nuôi dưỡng của Quang. Cái clip mà bịt cái áo lồng này để nuôi dưỡng họa mi để cho chim nó không nhảy lên nhảy xuống thì nó sẽ tích được cái lửa và sau này là nó sẽ không bị mất lửa. Thế còn đa phần anh em nuôi chim hiện tại bây giờ đang ở cái tình trạng này là chim nó chưa có lửa thì anh em lại cứ mở áo lồng, mở ra một nửa chúng ta treo lên hoặc là chúng ta mở hết ra chúng ta treo thì con chim nó sẽ sợ nó hoảng. Thì có những con nó nhảy lên nhảy xuống nhiều nó cũng mất cái lửa đi. Còn có những con thì nó cứ kêu kẹt 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 nó gọi mái. Đấy, nó kêu cứ kẹt 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 suốt từ sáng đến chiều. Anh em mở lên như thế thì càng làm hỏng con chim đi. Còn với Quang thì cái cách nuôi dưỡng của Quang như sau. Nếu như cái chim mà nó chưa có lửa hoặc nó chưa thuần, Quang gần như cứ bịt kín áo lồng như này. Và Quang nuôi dưỡng đến khi nào mà con chim nó tự hót ở trong lồng như này. Đấy, con chim nó tự hót ở trong lồng như này thì lúc đó thì Quang bỏ ra Quang luyện hót. Đấy, lúc đó thì mình sẽ bỏ ra mình luyện hót. Còn lại thì cái cách luyện hót thì nó như này. Đây, ví dụ như cũng thực tế bây giờ Quang sẽ mở áo lồng ra. Con chim này thì Quang mua nó cũng tương đối thuần thôi chứ nó cũng không chưa phải là con chim chơi được. Đấy, con này thì mua của cái link Facebook là Đào Hiếu và con này Quang mua những gần 4 triệu cơ. 3 triệu 8. Về đây cả cước nữa là coi như vào 4 triệu. Đấy, chú chim này thì rất mong mỏi. Bộ đẹp nhưng mà chưa phải là con chim thuần hẳn mà cũng chưa chơi được. Đây đang mở áo lồng ra để kèm mái. Đấy, cho mái bên cạnh. Đây. Thì hiện tại chim Quang nuôi dưỡng thì nó tự căng ở trong lồng như này. Đấy, nó tự căng ở trong lồng như này. Thì bây giờ là mình sẽ bỏ ra bình luyện hót. Thế cái cách thuần với cái chú chim như này thì bây giờ hiện tại bây giờ là Quang đang ngồi cách nó chỉ khoảng 1 mét thôi. Đấy, nó chả được thích kia thì cả nuôi nó tự căng ở trong lồng là tự khác nó sẽ hót thôi. Thì mọi người nên nhớ như này. Đây, khi mà nhá. Mọi người muốn sau này mà càng gần với chú chim mà nó muốn nó nhanh thuần ấy thì khi mà nó đang say hót như này này, trước đây thì Quang cũng đã hướng dẫn rất là nhiều clip rồi là
khi mà con chim nó say hót thì chúng ta cứ ngồi gần vào con chú chim, ngồi gần vào con chú chim. Đó, thì chỉ có mỗi cái là thì khi con chim nó càng thuần, nó càng căng lửa thì nó càng thuần. Đấy. Thì mình đang để trong đất thế này thôi nhé. Nếu như mà bây giờ mà mở ra treo nhá, chưa chắc nó đã dám hót như này nhé. Đấy. Thì như này, chúng ta sẽ luyện hót thì chúng ta để xuống đất như này thôi. Khi nào mà chim nó quá thuần với chúng ta, đấy, nó đến cái thời điểm này thì quang nuôi dưỡng này nó cũng xong hẳn lông rồi, nó xong lông được khoảng một tuần rồi. Và giờ nó đang lên lửa. Thì khi nó đang say hót thì chúng ta sẽ cứ dần chúng ta sẽ ngồi gần vào với nó. Đấy, chúng ta sẽ khi mà nó đang say hót nhé. Đấy, khi mà chúng ta nó say hót như này thì chúng ta cứ ngồi gần như thế. Thì mỗi ngày mà chúng ta luyện cho quang khoảng 2 lần và mỗi lần khoảng 15 phút luyện hót ấy, thì dần dần con chim nó tự tin. Thì sau đấy chúng ta sẽ có những cái hành động, chúng ta chơi với nó, gọi mồm, búng tay hay gì đó. Quang có khi bịt nó vào không nó hót thì quang nói mọi người sẽ khó nghe. Đấy. Thì cái cách mà thuần hóa nó thì chỉ có mỗi cái cách là để cạnh con có con mái nó ti nó dích, hoặc là cho nhìn thấy mái. Thì khi mà chim nó say hót thì chúng ta cứ dần dần chúng ta ngồi gần với nó, thì hàng ngày chúng ta làm như thế thì là nó sẽ thuần. Đấy, và nó sẽ không bị sợ. Và khi mà chúng ta như trước đây Quang đã hướng dẫn rồi, là khi mà chúng ta luyện hót mà nó chơi tốt ở dưới nền đất rồi thì chúng ta treo lên một cái lức, một cái mức khoảng nó ngang ngực chúng ta thôi. Đấy. Và cái chỗ treo thì Quang cũng đã hướng dẫn rồi, là anh em chọn cái chỗ treo nào mà nó có cái góc tường chẳng hạn. Đấy, nó có cái góc tường ấy, nó có một cái điểm tựa. Tức là đừng có treo một phát ra cái chỗ thoáng sáng trưng như thế này chẳng hạn, thì con chim nó sợ. Chúng ta chọn cái chỗ treo nào mà nó ở một cái góc tường chẳng hạn, như là một cái góc tường như thế này chẳng hạn này. Đấy, nó có hai cái mặt tường này, thì là chúng ta luyện hót như thế. Và khi mà con chim nó chơi tốt ở cái chỗ đó rồi, nó thuần quá thuần rồi, thì chúng ta có thể chuyển cái địa điểm mới. Đấy, thế còn trước mắt chim nó chưa có lửa thì anh em cứ nuôi dưỡng nó ở trong lồng. Nuôi dưỡng ở trong lồng, và bao giờ khi nó con chim nó căng lửa thì nó sẽ tự hót ở trong lồng, thì chúng ta sẽ bỏ ra chúng ta luyện hót. Cái luyện hót thì cái con mái là làm cho con chim là gì? Khi con mái để cạnh ấy thì làm cho con chim là nó thể hiện, nó lắc lư, nó gật gù, nó hót. Còn khi anh em không có mái, chúng ta dùng cái điện thoại mái xùy, mái toe, hoặc là chúng ta tách con mái ra để cho con mái nó xùy nó toe lên ấy, thì cái chú chim trống của chúng ta nó sẽ hót to hót gắt. Hót to hót gắt như thế không tốt một chút nào cả. Chúng ta phải để con mái bên cạnh. Một là có thể để cạnh, thứ hai là có thể cho nhìn thấy trực tiếp mái, để cho con chim nó thể hiện với con mái nó lắc lư gật gù, nó hót thì nó hót đảo giọng nhẹ nhàng. Thế chúng ta đấy là gọi là luyện hót hàng ngày cho họa mi. Thì khi mà con chim nó hót thành một cái nếp như thế rồi thì chúng ta sẽ có những cái chú chim nó chơi sau này nó hót nó điềm đạm mà nó nhẹ nhàng. Còn nếu như mà chúng ta mà theo cái kiểu mà cái chim nó chưa có lửa, cái xùy kích các kiểu đây, thì con chim nó chỉ gào lên được vài giọng thôi. Đấy. Còn đương nhiên rằng Quang cũng qua cái clip này Quang cũng nói luôn là như này này, cái con chim họa mi ấy thì không phải con nào nó cũng hót được đảo nhiều giọng. Quang trước đây thì cũng bán chim rồi, Quang cũng biết là có một cái cửa hàng chuyên về họa mi, thì có những con quanh năm ngày tháng nó chỉ hót gào to được vài tiếng thôi, xong rồi là nó gần như không bao giờ nó đảo được giọng. Thế còn một con họa mi hay là như nào, là một con họa mi mà có thể ốp mái vào mà nó gật gù lắc lư, nó đảo từ giọng nọ sang giọng kia, nó liền tù tì như thế, thì đấy mới là một con chim nó có nhiều giọng hay. Đó, thì cái cách mà nhận biết được thì chỉ có mỗi là khi con chim nó căng lửa ốp mái vào biết được thôi. Còn lại thì là khi chim nó chưa có lửa thì rất là khó chọn và khó nhận biết. Thế còn anh em có một điều nhớ như này này, khi mà chim của chúng ta nó chưa có lửa, nó chưa hót được nhiều ấy, thì nó cũng như là đại loại là nó như kiểu một cái giò phong lan mà nó chỉ có một nhớm ra một chú tí lụ thôi, nó chưa ra hoa. Đấy, khi nào mà nó ra được hoa thì lúc đó mới chơi. Con chim họa mi cũng thế, là gì nó chớm hót được thôi, thì đến lúc mà nó căng lửa lên thì lúc đó thì chúng ta luyện hót, hoặc sau này là nó quá thuần thuộc nó căng lửa thì lúc đó chúng ta mới chơi hót. Anh em nuôi đừng có sốt ruột. Thì trước mắt là cái phương pháp nuôi thì Quang cũng chỉ nói rồi, là anh em cố gắng là chúng ta sẽ chỉ có nuôi bịt kín áo lồng thôi, ngoài những cái lúc chúng ta tắm nước tắm nắng cho nó, rồi là luyện hót mở ốp mái, rồi thì cho ăn mồi tươi, là chúng ta mở áo lồng ra thôi. Chứ còn lại thì chúng ta không nên mở áo lồng ra. Có những người mở ra như này,
người mở ra này xong treo lên. Đấy, có người mở hết ra treo lên. Đấy, con chim nó cứ sợ nó nhảy như này. Chẳng hạn con chim nó cứ sợ nó nhảy, nhảy lên nhảy xuống ngoài, nó càng ngày nó càng mất lửa, mất lực đi. Đấy, đấy. Thế còn lại thì ví dụ chim nó chưa có lửa thì mọi người cứ theo cái phương pháp hướng dẫn của Quang mà làm, thì dần dần con chim nó có lửa ở trong lồng thì nó sẽ tự khắc nó hót thôi. Anh em đừng có sốt ruột. Đấy, đây là cái cách nuôi dưỡng họa mi của Quang. Thế còn về luyện hót thì như này, chúng ta để mái bên cạnh này, có những con thì nó phải nhìn thấy mái thì nó mới hót, có những con chỉ cần để cạnh thôi là nó ngửi thấy hơi mái, hoặc là con mái nó kêu nó rích một cái là nó đã chơi rồi. Đây, ví dụ như là đây là cho nó nhìn thấy mái này. Đấy, đây là cho nó nhìn thấy mái này. Đây. Đấy, thì mình đang cho nhìn thấy mái là mình để tay vào lồng cũng được này. Đấy, nhưng không có mái treo